Thân sủng tiến hóa, chấp 300. Cuốn chém long này đã được cường hóa lên mấy tầng rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội thi triển. A Ngai, ngươi thử đi. Vâng. Hừ, một cuốn sách mà muốn cản ta sao? Hửm, sao đột nhiên không cử động được? Gì, xem ra cũng có hiệu quả đối với thú hệ Thâm Uyên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy đến đây với ta nào. Chuyện gì thế? Ta là một con rồng mà, là con rồng đến Ma Long ở vực sâu, ta không phải là thợ mỏ. Đừng lười biếng nữa, nghiêm túc làm việc cho ta. Hiệu quả làm việc của các ngươi phụ thuộc vào năng suất của cả nhóm, nhóm nào thua thì thành viên cuối cùng của nhóm đó sẽ bị ăn thịt. Cao Bằng, bọn ta ở đây cả ngày rồi, chán quá. Đừng vội, đợi tiếp đi. Còn đợi nữa à, chúng ta đang đợi ai thế? Người đến thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Không làm nữa. Chúng ta có nhiều ác ma như vậy dựa vào đâu mà bị một con vịt chèn ép. Chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết bọn chúng, xé nát linh hồn của chúng, nuốt xương cốt của chúng vào bụng, khiến chúng hối hận. Phản kháng đi. Xàm xí, nếu có thể phản kháng thì bọn ta sớm đã phản kháng rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Tiểu tử ngươi cũng khá giỏi đó, ta thích, như này đi, ta cho ngươi đánh ta 3 cái, nếu ngươi có thể đánh bại ta thì ta sẽ thả ngươi đi. Thật, thật sao? Nếu ta đánh ngươi bị thương, thì ngươi sẽ không trả thù ta chứ? Phí lời, ngươi còn không đánh ta nữa thì ta sẽ coi như là ngươi bỏ cuộc. Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho sự ngạo mạn này. Chỉ vậy thôi sao? Còn 2 quyền nữa. Sao cứng thế? Giống như đang đánh vào một miếng sắt tinh thần cứng vậy. Thậm chí còn không có một vết đỏ nào ở nơi mình vừa đánh cả. Cái này cũng quá biến thái rồi. Ta không tin, sức phòng ngự trên mỗi bộ phận của ngươi lớn như vậy sao? Con ác ma đó tức giận rồi. Là bí thuật của khắc mệnh. Cũng không biết có thể khiến con vịt đó bị thương không. Chết đi. Chuẩn thần thì thế nào? Dù ta cấp thấp hơn ngươi, nhưng đòn mạnh nhất của ta đã đánh vào nơi yếu nhất trên người ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Ác ma mạnh nhất trong 3.000 năm ở địa ngục Trầm Luân chính là lão tử. Này! Ngươi vẫn còn cơ hội cuối cùng. Sao mắt của ngươi vẫn không bị gì thế? Con vịt này lại bắt nạt tiểu ác ma rồi. Sức phòng ngự của mỗi tấc trên cơ thể con vịt đó đều như nhau, nếu muốn đánh bại con vịt đó. Chuyện duy nhất có thể làm là dùng đòn tấn công vượt qua sức phòng ngự của nó là có thể trực tiếp giết nó. Lẽ nào nhược điểm của ngươi không phải là mắt sao? Ngươi đang nói cái quái gì thế? Nhưng mà, ngươi chỉ còn một lần tấn công cuối cùng. Tốt lắm, còn một chiêu cuối cùng, ta không tin ngươi không có nhược điểm. Chạy thôi. Hả, chạy sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.